Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình lại lên video với mọi người là hai chiếc bình đồng có khảm luôn mọi người nhá. Đây mình quay cho mọi người xem, đây một chiếc khảm luôn, rất là đẹp luôn. Bình này là nó khảm khảm sâu xuống, nó đường vét nó nổi lên mọi người. Hai cái bình này thì là nó tương đối, nó cao gần ngang nhau. Đây mình đo chiều cao nó cho mọi người xem. Chiều cao của nó là 50 mọi người. Nhưng mà hai cái bình này lệch nhau, cái bình này thì nó thấp hơn một chút. Đây mọi người. Cái bình này nó thấp hơn mất 5 ly này. Cái bình này cao là 50 này. Bình này là 50,4. 50,4, bình này cao hơn một chút mọi người nhé. Họa tiết của nó toàn bộ là chạm khắc xuống xong khảm luôn mọi người ạ. Khảm mình thử cậy nhưng mà không cậy được, rất khó cậy luôn. Bình rất là đẹp. Đây, miệng nó đây mọi người. Bình này quá tuyệt vời luôn. Mình xem ở dưới đít nó có cái gì không. Ở dưới đáy bình này không có gì luôn mọi người nhé. Còn đây mình xem lại cái này. Đây, cái về miệng của nó đây. Toàn bộ hai cái là khảm, họa tiết nó khác nhau một chút. Đây mọi người. Đấy. Còn họa tiết ở đây mình cho mọi người xem ở cái giữa cái bình này. Đấy, họa tiết này khảm rất là đẹp luôn mọi người. Bình này về để kê thì quá tuyệt vời rồi mọi người, đồng xịn luôn. Đây mình nhìn hai cái này thì tương đối đẹp, nhưng mà cái này mình thấy đẹp hơn này, nó màu xanh này đẹp. Để mọi người xem một cái dưới đáy chân nó này. Đấy. Họa tiết ở chân nó này. Khảm rất là đẹp luôn. Mình nghĩ là cái bình đồng này khá lâu rồi đấy. Nó chuyển lên màu đồng rất là đẹp luôn. Nó không còn hẳn màu vàng nữa. Nó kiểu màu xanh xanh của đồng ấy. Đấy. Đây mình để đây xong rồi để quay cả hai cái này cho mọi người xem nhé. Đấy, em quay từ chân này lên cho mọi người xem. Cái miệng của cái bình xanh này là 12. Cái miệng hai cái bình này miệng nó là 12 tất mọi người ạ. Chiều cao của nó là 50. Cái vòng bụng của cái bình xanh này là bao nhiêu nào? 40 mọi người nhá. 40,5. À, còn cái bình này mình xem cái vòng bụng nó bao nhiêu. Cái bình này là vòng bụng của nó vào 46 mọi người. Cái vòng bụng này của cái này to hơn, không bị méo, không bị sứt sẹo gì cả, rất là đẹp luôn mọi người. Đây, bình rất là đẹp. Bình này nó không thủng, không có lỗ gì mọi người nhá. Bình này chắc là đựng được cả nước luôn. Bình này không cắm được cái cắm hoa ly được, nhưng mà chắc không cắm được cái này, bình này hơi cao mọi người. Nó lại có cái điểm ngấn ở cái cổ này nữa. Cái này cũng được, nói chung hai cái này được. Mọi người ơi, mình đang có hai cái bình đồng này, mọi người ai mà muốn mua hai cái bình đồng này cứ liên hệ với mình nhé. Thông tin liên hệ mình sẽ để ở phần mô tả mọi người. Mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại. Mình sử dụng Zalo, số điện thoại của mình là số 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ vào đấy xong rồi kết bạn Zalo với mình. Còn mọi người gọi vào cái số điện thoại đấy thì chỉ ở Việt Nam nghe được thôi mọi người ạ. Cái số điện thoại đấy thì gia đình mình vẫn dùng. Còn mình ở bên Nhật này thì mình chỉ có dùng Zalo thôi mọi người nhé. Rồi một lần nữa mọi người cho mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mọi người thông tin liên hệ thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Cặp bình này thì mình bán cho mọi người là thôi, mọi người cứ liên hệ với mình xong rồi mình sẽ báo giá mọi người sau. Ôi mình xin chào mọi người nhá, bye bye mọi người.